VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Chị Kiều Phương, tôi thừa nhận tôi có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng Lâm Hòa Bình, cho cậu biết, tôi không tin cậu đâu. Cậu trả kiếm phòng cho tôi. Chị à, cậu trả kiếm phòng cho tôi. Lâm Hòa Bình, thả anh ấy ra. Chị vào đi. Lâm Hòa Bình, cậu trả kiếm phòng cho tôi. Anh mau đi đi, đừng làm chị ấy kích động. Tôi sẽ giải thích rõ cho chị ấy. Đi đi. Thằng này, cậu thấy tối nay tôi tự nấu cơm cho Kiều Mạn được không? Hán Sơn, tôi thấy đây là ý hay. Anh lãng mạn thật đấy. Được, hai phiếu tán thành. Xem ra tối nay tôi lúc tôi được cảm động rồi. Tâm trạng tốt đấy nhỉ? Định đi đâu à? Hôm nay tôi có hẹn. Giờ này còn đi hẹn hò à? Xem ra đúng là anh không hiểu tình hình giờ gấp gáp ra sao. Mấy người làm nghệ thuật các cậu, nói chuyện thẳng thắn chút đi. Trong lời còn có ý khác, tôi khó chịu vô cùng. Được, vậy tôi nói thẳng nhé. Chiều nay anh đã gặp cô Xeo Lây nhỉ? Đúng. Hôm nay tôi và cô ấy có cuộc gặp rất thú vị. Chắc anh không biết đối thủ cũ của anh Lịch Bình Các cũng liên hệ với Xeo Lây rồi nhỉ? Theo tôi được biết, Lâm Hòa Bình đã hẹn được với người ta. Nhưng Lịch Bình Các làm đủ thủ công, liên quan gì tới Xeo Lây? Tôi cũng không biết họ đang làm gì. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh không muốn thấy Lâm Hòa Bình ký hợp đồng với Xeo Lây chứ. Lại là Lâm Hòa Bình, cậu ta giở trò gì vậy? Anh Hán Sơn, dù Lâm Hòa Bình muốn giở trò gì, ta cũng phải ra tay trước giành thắng lợi để ký hợp đồng với Xeo Lây nhanh nhất. Không sai, lần này chúng ta không được thua. Chỉ cần ký được hợp đồng với Xeo Lây, lúc đó Lâm Hòa Bình muốn nhờ cô ta chuyện gì cũng phải qua cửa của chúng ta. Lúc đó tôi sẽ khiến hắn quỳ xuống xin chúng ta. Tôi thấy cậu ghê gớm thật đấy. Cậu có thủ án sâu nặng gì với Lịch Bình Các sao? Hay trước kia Lâm Hòa Bình không phải cậu ta? Dĩ nhiên không. Tôi chỉ nói thế dựa trên góc độ công ty giải trí ỷ phẩm. Phải biết ta từng phải bồi thường họ 5 triệu. Không thể để phí số tiền này. Được rồi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Nhưng lần này chúng ta phải kéo Xeo Lây về đã. Tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. Chị à, chị có muốn uống nước không? Không cần đâu. Vậy chị nghỉ một lát đi. Có gì cứ gọi em nhé. Kiều Mạn, cái này có thể giải tỏa tâm trạng. Anh mang qua cho chị em. Rồi xin lỗi chị ấy luôn. Chị tôi không muốn gặp anh. Anh biết A Lịch ức hiếp người quá đáng. Anh xin lỗi chị Kiều Phương thay cô ấy. Hai người đừng để trong lòng nữa. Nếu chị anh bị người ta đối xử như vậy, anh sẽ nghĩ thế nào? Dựa vào đâu bắt chị ấy ký giấy cam kết? Dựa vào đâu mà bắt chị tôi gả cho Hà Kiến Phong mới để chị ấy chăm sóc anh ta? Chiêu này của Hứa A Lịch thâm độc thật đấy. Có lẽ cô ấy có vấn đề khó, không muốn hai người tìm thấy Hà Kiến Phong. Anh còn nói đỡ cho cô ta à? Không, Kiều Mạn, hai người không chăm sóc Hà Kiến Phong, mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Em tin anh một lần nữa đi. Tin anh một lần nữa được không? Tin anh lần nữa. Tin hứa anh lịch lần nữa. Dựa vào đâu? Dựa vào mọi chuyện cô ta làm à? Khi tôi và chị tôi ở Thâm Quyến, vốn đã có thể nói chuyện cho Văn Tình, nhưng tôi không nói. Tôi đã cho hứa A Lịch một cơ hội để cô ta trả lại Hà Kiến Phong. Giờ thì sao? Hết lần này tới lần khác cô ta ngăn trở chúng tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đâu. Vậy em nói xem, làm thế nào em mới từ bỏ? Một, bảo hứa A Lịch trả lại Hà Kiến Phong. Hai, chuyện sổ sách giả chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Càng ngày tôi càng có hứng thú. Tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng. Tôi sẽ không để ai đổ tội danh tham ô này lên Hà Kiến Phong. Những chuyện này cứ giao cho hội đồng quản trị, em đâu cần phải tham gia vào. Ai biết được các người có cùng phe hay không? Ai biết được anh có thiên vị hứa A Lịch hay không? Tôi nhất định sẽ đưa ra chứng cứ đầy đủ bày ra trước mắt các người, để các người hết đường chối cãi. Đi đi, thuốc này đưa cho em. Không cần đâu. Hà Bình, tôi đây. Tôi đang dọn bãi chiến trường giúp chị đây. Hôm nay chị bắt Kiểu Mạn ký bản thỏa thuận đó, chị thấy mình có quá đáng không? Xin lỗi Hòa Bình, đúng là tôi không nên bắt Kiểu Mạn ký. Sao tôi có thể để người như Kiểu Phương gả cho kẻ không có tương lai như Hà Kiến Phong chứ? Tàn nhẫn quá. Đúng là tôi hồ đồ quá. Chuyện xảy ra rồi, đừng có giả vờ đáng thương nữa. Lâm Hòa Bình, vội vội vàng vàng đi đâu vậy? Lui ra, không muốn để ý tới em. Đừng giận, đều là người kinh doanh, chúng ta có thể trò chuyện. Trò chuyện gì? Trò chuyện về hàng nhái à? Xin cậu đấy, chuyện đó tôi đã trả cậu 5 triệu, cậu còn nhắc nữa à? Trừ chuyện này, không còn gì để nói nữa đâu. Được mà. Hợp đồng đại diện của Sally. Tìm sao lây làm gì? Tôi thành lập công ty giải trí ỷ phẩm. Tôi ký một số hợp đồng khai thác nghệ sĩ là bình thường. Tôi nghe nói giám đốc Lâm cũng muốn tìm sao lây để bàn chuyện hợp tác phải không? Không sao cả. Tôi sẽ ký hợp đồng đại diện với sao lây. Sau này cậu hợp tác với cô ấy chỉ cần tới tìm tôi, tiện hơn nhiều. Tôi chưa từng nghe nói sao lây muốn ký hợp đồng với bên anh. Chuyện còn chưa xong, đừng giả vờ. Được, cứ chờ xem ai ký hợp đồng với cô ấy trước nhé. Chuyện đạo nhái lần trước là lỗi của Chu Phàm, tập đoàn An Thị đã nhường nhịn. Nhưng lần này khác, chúng ta đứng trên sàn đấu, cạnh tranh công bằng. Được thôi, cứ cầm được hợp đồng đi đã. Chờ đã, tôi giới thiệu bạn cho cậu. Thằng, nó mong cậu cố lên, vì tôi nhất định sẽ giành được hợp đồng trước. Cố lên. Giám đốc Lâm, cậu phải cố lên, đừng để bị tôi đánh bại nhanh đến thế. Cố lên. Chị à, chị ngủ đi. Nhìn nụ cười gượng gạo của chị, lòng tôi buồn vô cùng.
trải qua cuộc hôn nhân thất bại, tìm lại được mối tình xưa, rồi lại lạc mất nhau lúc nào không biết. Chị ấy không cam tâm, nỗ lực vươn tay níu lấy nó. Đương nhiên tôi cũng sẽ có suy nghĩ đó, nên tôi nhất định không bỏ qua chuyện này. Tôi nhất định phải khiến chị hạnh phúc trở lại. Anh đến từ lúc nào vậy? Được một lúc rồi, thấy em đang chăm chị Kiều Phương, không muốn làm phiền, nên anh đã nấu ăn trước. Anh tự nấu hết sao? Anh tốt quá, may có anh đến. Anh không đến, không biết bao giờ em mới được ăn tối. Hiếm khi được nghe em nói lời khách sáo như vậy. Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Đại ma vương đường 21 biến thành chàng trai ấm áp rồi à? Vì quan tâm em mà. Sợ em không biết chăm sóc bản thân, anh chỉ có thể hóa thân thành mặt trời đến sưởi ấm cho em. Khen có một câu mà anh lên mây luôn à? Sao anh lại không đóng cửa? Để cái cậu Lâm ở đối diện. Anh quen thế. Mở cửa cho thông gió. Cũng đúng, tiếng máy hút mùi cũng khá lớn. Chị em đang ngủ, nói khẽ thôi. Em ăn bít tết trước đi, anh chiên một miếng. Được, em mong đợi lắm. Tiểu Chí, con bé không có tương lai này. Sao nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Kiều Mạn và Hán Sâm, đột nhiên mày lại cảm giác hụt hẫng như vậy? Thực sự là vì mày đã yêu Hán Sâm sao? Không thể nào, mày không thể như vậy. Quá hoàn hảo. Tiểu Chí, đêm nay quá hoàn hảo, thực sự quá hoàn hảo. Nhưng cô cũng không cần ngồi ở đó mãi đâu, sao lại không vào trong? Chẳng phải anh bảo không cho tôi vào làm bóng đèn sao? Tôi thấy con người cô thực sự rất kỳ lạ. Lúc trước bảo cô làm gì cô thà chết cũng không làm. Tôi chỉ bảo cô đừng có làm bóng đèn suốt buổi tối, tránh xa ra một chút thôi. Mà cô ngồi ngoài cả buổi tối à? Thì nếu tôi đi vào, chẳng phải sẽ chen chân vào giữa hai người sao? Tôi cũng nên tạo nhiều cơ hội cho hai người ở riêng với nhau. Tôi cảm thấy từ khi hợp tác với Sao Lê, cô trở nên khác thường. Tâm trạng không tốt à? Không sao, đừng thất vọng, đừng thất vọng. Nào, nhìn này, cô nhìn tôi đi. Cô nhìn cái bóng đèn này xem. Bóng đèn nhỉ, nhưng nó và cô khác nhau. Cô là phát minh vĩ đại nhất của Edison. Cô là bóng đèn tuyệt vời nhất trên đời. Nếu cô và Kiều Mạn không ở cùng nhau, đêm nay tôi đã không có cơ hội có một buổi tối hoàn hảo đến thế. Phải, ban nãy tôi đã lên mạng tra. Bóng đèn. Trên đó họ nói bóng đèn chia làm 3 loại: sơ cấp, cao cấp và cấp vua. Nhưng mà anh nói xem, tôi thuộc loại nào? Tôi thuộc cái loại. Tôi là loại bóng đèn, biết cảm thấy khó chịu. Sao bóng đèn lại có cảm xúc khó chịu được? Chỉ là bóng đèn thôi mà. Anh nói xem điện áp có vấn đề hay là mạng có vấn đề? Mạng gì chứ? Đường điện có vấn đề. Vậy nghĩa là tôi có vấn đề à? Vậy anh nói xem, tôi là cái bóng đèn có vấn đề cái quái gì vậy?
Tôi phát hiện đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Về rồi tôi phải nghĩ kỹ xem sao bóng đèn lại biết buồn, biết thấy hụt hẫng chứ. Vậy thì không phải là bóng đèn rồi. Tôi là một bóng đèn có nguyên tắc. Không thể thế này. Mày biết hụt hẫng không? Không thể phải không? Sao bóng đèn lại có thể khó chịu, thấy hụt hẫng được? Không đúng. Tiểu Chí bị gì rồi? Đừng nổi giận nhé. Tao xin lỗi. Bạn nãy tao không hề có ý muốn hạ nhục mày đâu. Sao lại là cô? Giám đốc Lâm muốn gặp tôi cơ mà. Cậu gan hùm thật đấy. Đã ở trong tù còn gây ra nhiều chuyện như vậy. Nghe bảo cậu 5 lần 7 lượt tìm Lâm Hòa Bình, còn nhờ cậu ấy gửi tiền về cho mẹ. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi không có ý gì khác. Tôi bị nhốt ở đây không tiện, nên nhờ giám đốc Lâm giúp đỡ. Giúp đỡ? Cậu còn mặt mũi nhờ Lâm Hòa Bình giúp đỡ à? Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy lương thiện, thông cảm cho cậu. Không có nghĩa là tôi cũng vậy. Tôi cho cậu một lựa chọn. Đừng có được nước lấn tới. Ngoan ngoãn giao nhật ký bỉ ngạn ra đây. Nếu không tôi cáu lên, sẽ về hẳn quê cậu, nói cho tất cả biết Kha đó là một tên trộm, để xem mẹ cậu cảm thấy thế nào. Chủ tịch Lịch, cô không thể làm vậy. Sức khỏe mẹ tôi không tốt. Nếu chị để bà ấy biết chuyện này, tôi sợ. Hóa ra cậu cũng biết sợ. Cậu nên sớm lường trước ngày này sẽ xảy ra, và đừng nên làm những việc đó. Nếu muốn tôi giơ cao đánh khẽ, phải xem thái độ của cậu rồi. Được, tôi sẽ hợp tác. Nhất định tôi sẽ toàn tâm hợp tác. Bức tranh tự do trông như thế này. Chúng ta sẽ xem tiếp bức này. Đây là Hoa Thiên Điểu, là bức tranh do một họa sĩ ở Bắc Kinh vẽ vào năm 2006. Anh xem bức này. Alo, cô Sao Lê. Được, giờ tôi qua đó ngay. Được. Kiều Mạn, ra ngoài cùng tôi. Làm gì vậy? Tôi còn phải gặp khách hàng. Chuyện Sao Lê có tiến triển rồi. Vậy thì tôi cũng phải gặp khách hàng mà. Mau đi thôi. Cặp được máy tính của tôi. Trả tôi đây. Quá đáng lắm rồi. Ở công ty mà cũng cả gan như vậy. Chào cô Sơ Lê. Tôi là Lâm Hòa Bình ở Lịch Bình Các. Vị này là đồng nghiệp của tôi, Kiều Mạn. Anh Lâm, tôi tin là trợ lý của tôi đã nói rất rõ với anh. Mục đích của tôi mời anh đến đây. Cô Sơ Lê, cô muốn xem tranh của tôi đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng tôi khuyên cô, đừng xem thì hơn. Bởi chỗ đó đều là tranh sưu tầm của tôi không bán. Tôi sợ cô xem xong chỉ thấy khó chịu hơn thôi. Anh Lâm, lẽ nào anh quên anh có việc cần nhờ tôi giúp sao? Anh đối đầu với tôi thế này, liệu tôi có làm người đại diện cho công ty anh được không? Cô Sơ Lê, tôi cũng không còn cách nào khác. Chiêu này gọi là dùng cách khác lạ. Nếu có đắc tội với cô, mong cô bỏ qua cho. Bởi nếu tôi không làm vậy, cô sẽ không chú ý đến tôi. Anh không sợ chọc tức tôi xong hoàn toàn hết cơ hội bởi tôi làm người đại diện sao? Tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần này có thể giải vây cho công ty hay không, phải nhờ cậy hết vào cô rồi. Bởi vì tôi cảm thấy nghệ thuật của Lịch Bình Các chỉ có cô mới phù hợp thôi. Anh Lâm, anh đúng là biết cách đề cao sản phẩm của công ty. Nếu in đánh giá tiêu cực về công ty hai người ra giấy, chắc là chất cao như núi. Anh nghĩ tôi không biết anh mời tôi làm người đại diện để tẩy trắng bản thân sao? Anh nghĩ liệu tôi có chấp nhận chuyện này không?
đồn thổi, những phát ngôn trên mạng kia hoàn toàn không đúng với tình hình thực tế công ty tôi. Chẳng phải là đồn thổi sao? Kiểu Mạn, em đưa các sản phẩm của công ty cho cô Xeo Lê xem. Vâng. Cô Xeo Lê, mời cô xem. Tác phẩm nghệ thuật của Lý Bình Các đều mời nhà thiết kế có tiếng, cũng được chế tác bởi những nhà chế tác bậc thầy. Lý Bình Các muốn tạo nên thương hiệu hàng đầu trong nước, sẽ không tự hủy hoại thành quả đã đạt được đâu. Dù sau này chúng tôi có bán ra với số lượng lớn, cũng sẽ không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Còn về những tin đồn không xác thực trên mạng là hành vi cố ý của một số người, xin cô Xeo Lê hãy tin chúng tôi và hợp tác với chúng tôi. Chỉ dựa vào mấy bức tranh này mà muốn tôi tin anh? Nếu tôi tin anh, tôi mới là người không có năng lực phán đoán. Xin hỏi cô Xeo Lê, phải làm thế nào mới có được lòng tin của cô? Anh Lâm, anh 5 lần 7 lượt dùng mọi thủ đoạn hạ đẳng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghĩ giờ chúng ta không còn lòng tin. Xin lỗi, tôi không có chút hứng thú nào với sản phẩm của công ty anh. Mời anh về cho. Sau này cũng đừng đến làm phiền tôi nữa. Vậy đi. Tuy tôi không thể làm người đại diện cho anh, nhưng ta vẫn có thể làm bạn. Giờ tôi còn công việc. Nếu các người về bây giờ, có thể nói với trợ lý của tôi. Thất lễ rồi. Cô Xeo Lê, anh tự phụ quá. Tôi còn tưởng anh có chiêu nào nữa chứ. Giờ cho người ta ấn tượng xấu như vậy. Mới gặp có chút khó khăn thế đã ca thán rồi sao? Muốn hạ gục được nghệ sĩ đặc biệt như Xeo Lê, tất nhiên không dễ dàng rồi. Anh nói xem bây giờ phải làm sao. Chuẩn bị kiếm một sự giúp đỡ. Là ai vậy? Giáo sư Tô Sơn. Chào chủ tịch. Chào chủ tịch. Chào chủ tịch. Chủ tịch, bệnh viện gọi đến. Nghe đi. Alo. Là tôi đây. Giờ anh ấy thế nào rồi? Được, tôi sẽ đến ngay. Chủ tịch, bệnh viện nói Hà Kiến Phong đang nguy kịch, bảo chúng ta mau đến đó. Nguy kịch ư? Sao lại đột ngột như vậy? Em cũng không rõ là chuyện gì. Chủ tịch, chúng ta mau qua đó đi. Đợi đã. Gấp gì chứ? Cô báo cho Kiều Mạn và Kiều Phương, bảo họ đến đó. Vì sao ạ? Chúng ta đã giấu Hà Kiến Phong lâu đến vậy, sao lại phải chủ động nói với họ? Mau đi thông báo đi. Đi ngay. Dạ. Chị đói chưa? Em nấu món gì đó cho chị nhé. Chị không muốn ăn. Nếu em thực sự quan tâm chị thì đừng đến Lịch Bình Các làm nữa. Bán mạng cho Hứa A Lịch như vậy. Kiểu Mạn, các cô luôn muốn biết Hà Kiến Phong ở đâu mà. Anh ta đang ở bệnh viện Khang Phúc. Các cô mau qua đó đi. Chị, Dương Lam bảo Hà Kiến Phong đang ở bệnh viện Khang Phúc. Thật hay đùa vậy? Chúng ta mau đi thôi. Em không hiểu tại sao cô ta lại bỗng nhiên nói Hà Kiến Phong ở đâu. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Đi thôi. Chị. Hàn Sâm, anh mau xem tôi đã mua gì này. Anh xem một chút đi. Anh xem, những thứ này đều là đồ dưỡng da nhập khẩu. Anh mau gửi tin nhắn cho Xeo Lê, nói là ta đến thăm cô ấy bây giờ đi. Gửi tin gì chứ? Tôi thân với cô ta đến mức có thể tùy ý gửi tin cho cô ta. Anh là tự anh nói mà. Anh nói với tôi và cô ta xem như có cùng quê quán, có thể qua đó thăm hỏi bất cứ lúc nào. Anh đang khoác lác với tôi đấy à? Giờ việc ký kết đang đi theo đúng quy trình rồi. Tôi còn phải nghĩ xem nên nói với cô ta thế nào để cô ta không cảm thấy ta có thế lực quá. Cô đừng làm phiền tôi nữa. Tôi thấy anh đang bốc phét thì có.
Lần trước khả năng cao là anh bị người ta đuổi đi đúng không? Bị đuổi thì đã sao? Ít nhất tôi cũng đã tiếp xúc được với cô ta. Như vậy đã là có bước tiến lớn rồi. Tiểu Chí, chuyện này phải làm từng bước một, dần dần từ từ. Đúng, anh thích sĩ diện nên mới khổ. Tôi phải trả lại hàng này trước khi trung tâm thương mại đóng cửa. Không hết hạn rồi, anh còn chưa thuyết phục được người ta ký hợp đồng. Đợi đã, để đó đừng động vào. Làm gì thế, cô có ý gì? Coi thường tôi đúng không? Nếu tôi không hạ gục được Xeo Lây, tôi không còn tên là Hán Sâm nữa. Cô hãy tùy ý gọi tôi là Phân Chó. Được, tôi sẽ đợi xem, Phân Chó. Trời ạ, Xeo Lây sao lại khó nhằn đến vậy? Tôi không muốn vì cô mà biến thành đống phân chó gì đâu. Thầy tôi nói lát nữa có vị khách đến, không ngờ lại là nhà thiết kế xuất thân không chuyên như cậu. Đến đây làm gì? Tốt nhất cậu nên im miệng đi. Tôi đến để tìm giáo sư, không muốn nói gì với cậu. Tâm trạng không tốt sao? Để tôi đoán xem nào. Có lẽ là cậu vì Lịch Bình Các bị công kích trên mạng nên mới đến nhờ sự giúp đỡ của thầy đúng không? Sao cậu biết? Sao cậu lại biết Lịch Bình Các bị bôi nhọ? Có liên quan gì đến cậu à? Sao có thể liên quan gì tới tôi? Hơn nữa nếu có liên quan đến tôi, cậu có chứng cứ không? Quả nhiên là cậu. Sao thế? Giận à? Dáng vẻ giận dữ cũng đáng yêu đấy chứ. Sao thấy cậu giận dữ tôi lại thấy vui mừng đến vậy nhỉ? Làm gì thế? Thầy tôi, Lâm Hòa Bình ra tay trước. Em đừng giải thích, về đi. Lát nữa thầy tìm em nói chuyện. Dạ. Ngồi đi Hòa Bình. Giáo sư, thật ngại quá, để xảy ra chuyện không vui ở đây. Không cần giải thích đâu. Giữa em và La Thần là ân oán không thể nào gỡ bỏ. Điều này cũng do thầy, không nên để hai người gặp nhau ở đây. Cảm ơn giáo sư đã hiểu cho. Vậy em sẽ nói đến chuyện chính nhé. Thực ra lần này em đến là vì chuyện của Xeo Lây. Em muốn mời cô ấy làm người đại diện cho Lịch Bình Các, nhưng gặp phải chút khó khăn. Chuyện này thầy cũng có nghe nói. Sau buổi đấu giá hôm đó, Xeo Lây có gọi điện cho thầy, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc em là ai. Giáo sư cũng đã biết chuyện rồi. Vậy em muốn nhờ giáo sư giúp em, làm thế nào mới có thể thuyết phục được Xeo Lây? Xeo Lây à? Con người của Xeo Lây, cô ấy là người thích nhu, không thích cương. Sở thích lớn nhất là sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Nếu muốn để mọi chuyện có cơ hội chuyển biến, nên tìm một bức tranh trong bộ sưu tập của em tặng cho cô ấy. Giáo sư, nhất định phải là tranh do em sưu tầm sao? Ngoài cách đó có còn cách nào nữa đâu? Vì tương lai của Lịch Bình Các, cũng không nên tiếc rẻ nữa. Thầy sẽ giúp em liên lạc với cô ấy, đến khi đó cùng nhau nói chuyện. Còn có thành công hay không thì phải xem em rồi. Em hiểu rồi, vất vả cho giáo sư rồi. Vào đi. Chủ tịch Lịch, cô tìm tôi sao? Còn tỏ vẻ ngơ ngác với tôi à? Tại sao lại theo dõi tôi? Không, không có, cô nhìn nhầm rồi. Còn không thừa nhận à? Nói đi. Ai bảo cậu theo dõi tôi? Chủ tịch Lịch, cô đoán ra rồi còn hỏi tôi sao?
là giám đốc Lâm muốn biết Hải Kiến Phong ở đâu thôi. Muốn biết Hải Kiến Phong ở đâu à? Dễ thôi. Cậu về nói với Hòa Bình, tôi đã nói địa chỉ của Hải Kiến Phong cho Kiều Mạn và Kiều Phương rồi. Thật là vì muốn làm vừa lòng cô bạn gái cũ lại có trách nhiệm đến vậy. Dám bảo cậu theo dõi tôi, thật nực cười. Chủ tịch Lịch, lời cô nói là thật sao? Bây giờ cậu đang nghi ngờ tôi sao? Được, tôi sẽ đưa cậu cùng đi xem, tránh để người ta lại nói tôi là kẻ vô tình, không biết suy nghĩ cho người khác. Đúng, Dương Lam nói với em chính là bệnh viện này. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, Hải Kiến Phong nằm ở phòng nào? Kiến Phong, Kiến Phong, Kiến Phong, em tìm được anh rồi, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Kiến Phong, anh sao thế này? Các cô là người của Lịch Bình Các à? Sao giờ các cô mới đến? Bệnh nhân đã rất không ổn rồi. Anh nói sao cơ? Tình trạng vốn đã rất khó phán đoán, chúng tôi cũng không biết bệnh tình bỗng chuyển biến xấu. Chúng tôi phải mau đưa đi cấp cứu ngay. Mau lên, Kiến Phong, chị, Kiến Phong. Quần áo của sự kiện lần này nhớ đem đi tiệm giặt là sạch sẽ đi. Nói với Ami hãy hẹn thời gian với bên chụp ảnh nữa. Cô Sơ Lê, nhớ tôi chứ? Hán Sâm. Hán Sâm đưa cơm à? Có thể cho tôi thời gian được nói chuyện với cô được không? Đúng đúng, chỉ một lúc thôi ạ. Tôi biết động cơ anh đến tìm tôi. Anh muốn nói chuyện hợp tác với tôi đúng không? Sao cô lại biết? Anh và An Khải Luân có quan hệ gì? Anh ấy là anh trai của tôi, nhưng là anh trai cùng cha khác mẹ. Không ngờ Tổng Giám đốc An lại có người em trai như anh. Anh ấy đã gọi cho tôi, cũng đã nói động cơ anh đến tìm tôi. Tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên hợp tác với anh hay không. Tóm lại hai người cứ đợi điện thoại của tôi là được. Cô Sơn Lê, cô và An Khải Luân đã quen nhau từ trước rồi sao? Đúng vậy, khi ở Barcelona, Tổng Giám đốc An từng giúp đỡ tôi. Vì thế tôi vẫn phải nể mặt anh ấy. Tóm lại cứ đợi điện thoại của tôi nhé. Cô Sơn Lê, mặc dù An Khải Luân là anh trai của tôi, nhưng tôi là tôi, anh ấy là anh ấy. Tôi hy vọng cô đừng vì anh ấy mới đồng ý hợp tác với tôi. Không ngờ anh cũng có khí phách đấy chứ. Ai nói tôi sẽ đồng ý với anh vậy? Tôi chỉ nói cho anh cơ hội, xem anh có thuyết phục được tôi hay không thôi. Còn về chuyện có thể hợp tác hay không, phải xem anh nỗ lực đến đâu. Tôi đã nói đủ rõ ràng chưa? Hiểu rồi. Xinh đẹp quá, ngầu lắm. Đi thôi, đi thôi, mau mau nào. Chân ngắn thì phải cố gắng chạy nhanh một chút. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Đây là điện thoại của bệnh nhân. Đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Mời cô ký tên vào đây. Tôi không ký. Mời cô ký tên vào đây. Tình hình bây giờ tôi cũng không hề mong muốn đâu. Tôi không ký. Rõ ràng anh ấy vẫn rất tốt, sao tôi lại phải ký cái này? Nếu hai người không ký tên, chúng tôi sẽ không thể thực hiện ca mổ được đâu. Anh hãy cố gắng cứu anh ấy, cầu xin anh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chị, con người Hải Kiến Phong tốt như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chị không thể khóc. Kiến Phong không sao đâu. Kiến Phong sẽ không sao đâu. Kiến Phong sẽ không sao đâu. Hứa A Lịch, đều tại Hứa A Lịch. Nếu Kiến Phong có gì bất chắc, chị sẽ liều mạng cùng cô ta. Hứa A Lịch, được tại Hứa A Lịch. Giám đốc Hà gặp nguy hiểm sao? Sao bệnh lại nặng hơn? Hôm qua tôi đến thăm anh ta, bác sĩ còn nói đã chuyển biến tốt mà. Hôm nay sao lại vậy? Hứa A Lịch, cô đừng ở đây giả vờ vô tội nữa.
Chắc chắn cô biết từ lâu Kiến Phong không ổn. Nếu không sao cô lại cho chúng tôi biết anh ấy ở đâu? Kiều Phương, cô nói vậy không được đâu. Giám đốc Hà gặp nguy hiểm, tôi vô cùng lo lắng. Cô chẳng phải người đặc biệt gì của anh ta. Tôi cho cô biết anh ta ở đâu là có lòng tốt lắm rồi. Nếu không phải vì cô, anh ấy sẽ thành ra tình trạng như bây giờ sao? Tôi liều mạng với cô. Chị, con người này. Chị đừng đánh nữa. Chị, đừng đánh nữa. Cô làm gì đấy? Đừng đánh nữa. Làm gì hả? Làm gì hả? Bác sĩ đến rồi. Đừng đánh nữa. Bác sĩ thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi, nhưng không thể cứu được. Tim đã ngừng đập rồi. Xin lỗi. Kiến Phong. Kiến Phong. Hàn Sâm, không ổn rồi. Tôi thích cô ấy quá. Tôi so sánh với cô ấy không khác gì con muỗi. Đừng coi thường bản thân. Dù mấy lời cô nói đều là sự thật. Tiểu viên, tôi xem ảnh trước đã. Đẹp quá. Kết cấu bức ảnh này có vấn đề đấy. Ảnh tiếp đi. Ảnh tiếp nữa. Tự tôi xem vậy. Tiểu viên, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần. Sao anh ngày càng chụp chẳng ra sao cả? Chỉ cần anh cho tôi chút ngạc nhiên là được. Chẳng bắt được trọng điểm gì cả. Chị Giao Lê, tôi đổi cách chụp khác nhé. Chúng ta thử lại đi. Thử gì nữa? Cậu về học hỏi lại đi. Hôm nay đến đây thôi. Chị Sao Lê, chị đừng đi mà. Trang biển tạp chí kỳ này của chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi không thể làm việc được. Sao Lê, hay cô cho tôi một cơ hội, biết đâu tôi sẽ mang lại ngạc nhiên cho cô. Ý anh là gì? Anh biết chụp ảnh sao? Dù tôi không phải dân chuyên nghiệp, nhưng tôi luôn hứng thú với chụp ảnh. Và lại tôi thấy mình cũng khá có thiên phú. Nhưng nếu cuối cùng tôi phát hiện anh nói khoác, anh biết hậu quả thế nào không? Tôi biết, đương nhiên tôi hiểu rồi. Chuyện mời cô làm đại diện coi như tôi chưa từng nói. Được thôi, vậy chụp một tấm đi, xem thẩm mỹ của anh ra sao. Không cần đâu. Thực ra tôi đã chụp xong rồi. Tôi thấy chụp ảnh không nhất thiết quá chú trọng vào cách tạo dáng hay phông nền. Chỉ cần nắm bắt được khoảnh khắc quan trọng. Anh chụp cũng khá đẹp đấy. Cảm ơn. Chụp ảnh ấy, thực ra cũng cần phải có cảm hứng. Hợp tác cũng vậy. Được, ảnh bìa dùng tấm này. Anh giúp tôi gửi cho nhiếp ảnh. Xin lỗi người anh em, cứ bắt cơm của anh rồi. Cô Sơ Lê, hai người cũng ở đây à? Lâm Hòa Bình, cậu đến rồi à? Giáo sư Tô Sơn đã nói với tôi, cậu sẽ dẫn tôi đi xem ngắm tranh. Được, giờ chúng ta sẽ qua đó luôn. Được, xin lỗi tôi thất lễ rồi. Sao đây? Xin lỗi anh. Không phải chứ, Lâm Hòa Bình có ý gì vậy? Đây chính là phòng bí mật của tôi. Không ngờ giám đốc Lâm sưu tầm nhiều thật đấy. Trong giới kinh doanh tác phẩm nghệ thuật này, người như giám đốc Lâm chắc chẳng được mấy ai. Chỉ là tôi thích thôi. Coi như cũng là một loại đầu tư. Đúng rồi cô Xeo Lê, đây là tranh mà tôi định tặng cô. Tên là Chiều Hoa Tỉnh Thập. Giá trên thị trường không rẻ. Cô làm nghệ thuật chắc chắn nhận ra được. Tiểu Phương, cô thấy sao? Bức tranh này dùng kỹ thuật rất thành thạo, nhưng lại thiếu chút tình cảm. Giám đốc Lâm, trợ lý của tôi cũng có thể nhận ra bức tranh này vẫn để lại cho anh thì hơn. Được, vậy chúng ta xem thêm đi.
Vị trí rõ ràng như thế này sao lại để trống? Ở đây vốn đặt đồ không phải tác phẩm nghệ thuật. Đối với người khác có lẽ không đáng một đồng, nhưng đối với tôi lại vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là mất rồi. Vậy thì đúng là đáng tiếc thật đấy. Bức tranh này cũng được đấy. Giám đốc Lâm, có thể giới thiệu cho tôi một chút được không? Đây là bức ngọn hải đăng bỉ ngạn do bạn tôi vẽ. Kỹ thuật của bức này không được coi là xuất sắc, nhưng về mặt tình cảm sẽ kéo được người xem rơi vào bầu không khí như gần như xa. Tôi muốn nó.